Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ năm ngày 7 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Đảng ủy Công an Trung